À đây rồi, hello xin chào các bạn nhé. Thì nay chúng ta sẽ có một cái video mới, đây chính là mình sẽ lên Mac Mastery trái gọi là lò xo hay gọi là trái Spring đấy. Thì hiện tại mình đã cài lên cấp 591 rồi và chúng ta chỉ còn thiếu 9 cấp nữa mà thôi. Ok, let's go thôi nào. Nhưng mà sao tốc độ chuột của mình nó tự nhiên bị nhanh ở đây rồi. Đấy, thì 9 cấp này thì nói chung mình farm khá là đơn giản thôi. Đấy. Bạn Gia Huy đã tặng quà nha. Đấy, thì hiện tại là tôi đang livestream cả TikTok và vừa quay video trên YouTube luôn. Đấy. Các ông nào rảnh thì các ông đừng quên để lại tôi một like và đăng ký kênh nhé. Đấy, kênh YouTube của tôi là Trung 1806 nha các bạn. Đấy. Thì cỡ tầm như bây giờ chứ này cần farm 27 quái thôi là sẽ lên được một cấp các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ let's go luôn nhé.
cuối cùng, cấp cuối cùng. Đây rồi, sắp rồi, bãi này nữa thôi. Đây. Nào, are you ready? Đây rồi, cấp cuối các ông ơi. Ui giời ơi, công sức của tôi được đền đáp rồi các bạn. 1 chiêu nữa thôi này, chuẩn bị này. Nào đứng dậy đi các cậu, đứng dậy đi, đúng rồi. Đấy, rồi anh. Lên nào. Lên. Đây rồi công. Lò xo 600 mastery. Yeah. Lên rồi. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã lên được 600 mastery. Thì nói chung là mình mất tầm, nếu như mà tính ở thời gian thực ấy, thì tầm 6 tiếng là mình đã cày xong. Và đây là mình livestream, thì mình livestream 2 buổi là mình cày xong được một trái. Và cảm ơn theo dõi video này của mình. Anh em xem hay đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh đủ nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em đừng quên là ấn vào cái chuông để nhận được thông báo về những cái video mới nhất của mình nhá. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào các video tiếp theo nha. Bye bye.